Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thầy lại có dịp về đây và được gặp thầy trụ trì cũng như là quý Phật tử ở tại chùa Phước Huệ. Như vậy là cũng đã cách 2 năm rồi mới là gặp lại quý Phật tử ở đây. Tất cả cái pháp môn tu tập đều hướng đến một cái mục đích. Cái mục đích đó là chính là cái tâm tích lặng và trong sáng. Tích lặng và trong sáng là hai cái phẩm chất của cái tâm người tu tập. Thực ra đó thì cái tâm của chúng ta vốn đó là tích lặng và trong sáng. Đức Phật gọi cái tâm đó là Upasara Citta. Cái tâm của mọi người vốn là rộng lặng trong sáng, hay là tích lặng trong sáng. Mà nói rộng lặng trong sáng thì nghe hay hơn chút. Thì cái Đức Phật là có hai cái thắng đế. Hai thắng đế tức là hai cái chân lý đối thường, đó là người tâm thanh tịnh và thấy rõ các pháp. Thấy rõ các pháp tức là thấy pháp như nó là, thấy tất cả các pháp, pháp nào thì đều thấy nó như là bản chất thực của nó. Thì cái đó Đức Phật gọi là hai cái thắng đế. Thắng tức là chữ thắng tức là cao quý, là cao tột, và chữ đế tức là chân lý, hay là hai cái sự thật mà cao quý nhất mà một người tu tập có thể nói là chứng ngộ được, đó chính là cái sự rộng lặng trong sáng. Như hồi nãy có một Phật tử hỏi như thế này, tức là khi mình đụng phải một cái trường gì đó, khi mình gặp phải một cái trường gì đó, thì cái tự nhiên tâm nó hoàn toàn là rộng lặng trong sáng. Nhưng mà sau đó thì lại muốn giữ cái tâm rộng lặng trong sáng đó thì sao lại không được, mà tự nhiên sau đó lại có cái rộng lặng trong sáng, mà khi mình muốn giữ cái rộng lặng trong sáng đó thì không được. Đó là một câu hỏi rất là hay, bởi vì cái rộng lặng trong sáng là bản chất tự nhiên của cái tâm của mọi người. Cái tâm vốn đó là rộng lặng trong sáng, mà cái sự rộng lặng trong sáng này là vô ngã, tức là nó không phải là cái rộng lặng trong sáng, nó không phải là của mình, nó là pháp,
nó cũng phải là của mình, cho nên nó được Phật gọi là vô ngã. Thì cái tâm vốn nó là trong sáng, vốn nó là rộng lặng trong sáng. Nhưng mà bởi vì mình khi mà mình tiếp xúc qua mắt tai mũi lưỡi thân ý, mình tiếp nhận cái sắc thanh hương vị xúc pháp, thì trong cái sự tiếp xúc đó nó có phát sinh ra một cái nó phát sinh ra một cái là sợ ti và sợ đắc. Sợ ti tức là qua cái tiếp xúc với mắt của mắt tai mũi lưỡi thân ý với sắc thanh hương vị xúc pháp thì mình là cảm thấy là mình có biết được và mình đạt được. Hai cái mà biết được và đạt được đó lại là chính hai cái mà biết được và đạt được đó nó hình thành ra một cái ảo tượng là cái bản ngã. Ví dụ như bây giờ mà cái ngực anh A biết anh học anh tiếp xúc về khoảng cách bên ngoài hay là qua học hỏi hay là qua cái kinh nghiệm trải nghiệm cuộc sống thì anh ta thu thập được một số kiến thức. Và khi anh thu thập được một số kiến thức ấy, thì trong đó đã có hai cái rồi. Một là cái mà mình biết được và cái mà mình đạt được. Đạt được cái sự hiểu biết đó, thành ra nó sinh ra một cái sở tri và sở đắc. Thì mỗi người nó có một cái sở tri và sở đắc khác nhau. Cho nên khi hai người gặp nhau thì hai cái sở tri và sở đắc nó khác nhau, bởi vì do duyên mà nó hình thành cái sở tri và sở đắc đó. Cho nên cái sở tri và sở đắc đó mỗi người mỗi khác, và vì mỗi người mỗi khác cho nên mình mới nghĩ rằng là như vậy là cái sở tri sở đắc của mình, người kia có cái sở tri sở đắc của người đó, cho nên sinh ra cảm thấy mình và người khác là khác nhau. Và khi mình thấy mình và người khác là khác nhau thì đã hình thành cái bản ngã trong đó rồi. Và cái người kia đó, ví dụ như bây giờ người kia thì nói cái hoa này xấu, mình thì nói cái hoa này đẹp, người kia thì không thích cái hoa này còn mình thì thích cái hoa này, thì đã là có sự đối kháng. Và vì vậy cho nên đấy, chỉ có đối kháng khi có bản ngã, còn khi còn không có bản ngã thì không có đối kháng. Nhưng mà cũng có một cái lúc nào đó mà cái tâm của mình nó bớt cái lăng xăng ở bên ngoài đi, nó trở lại với cái sự rộng lặng trong sáng của chính nó, thì lúc đó mình cảm thấy là hoàn toàn nhẹ nhàng thanh thoát, mình không bị ràng buộc bởi cái gì cả. Nhưng rồi sau đó hoặc là mình bị cái hoàn cảnh nó chi phối, rồi mình lại khởi lên các cái tư tưởng. Nhưng mà cái tư tưởng đó, thực ra tư tưởng đó là gì? Tư tưởng đó, nội dung của nó đó, chính là cái sở tri và sở đắc của mỗi người. Cái nội dung đó chính là cái sở tri và sở đắc của mỗi người. Vì vậy cho nên cái người này với người khác cảm thấy khác nhau và có thể tạo ra một cái mối quan hệ giữa người này và người khác. Mà thực ra thì nếu tất cả cái tâm của mọi người đều rộng lặng trong sáng thì lúc đó không có mối quan hệ mà chỉ có sự tương giao, chỉ có sự tương giao chứ không có mối quan hệ. Có mối quan hệ khi có cái ngã A và ngã B,
muốn hợp tác với nhau hay là chống đối lẫn nhau thì mới tạo ra cái mối quan hệ. Thế rồi đó là khi mà bắt đầu có cái bản ngã thì là biến tất cả những cái, biến tất cả những cái, trước hết là biến ở đến người mình ấy. Ví dụ như nói là như vậy, con mắt là của ta, tai là của ta, mũi là của ta, lưỡi là của ta, thân là của ta, tâm là của ta. Và bắt đầu là có những cái ảo tưởng như vậy. Cái tay này của ta, cái chân này của ta, ta đi, ta đứng, ta ăn, ta uống. Tức là tự nhiên cái ta nó xen vào trong cái hoạt động của tự nhiên của con người. Trong cái hoạt động tự nhiên ấy, thì có khi mình có thể trở về lại với cái sự sống nằm trong sáng. Nhưng mà cái bản ngã nó lại là một ấy, là nó chạy theo cái sắc thân hương vị xúc ở bên ngoài và nó làm mất cái sự sống nằm trong sáng đó đi. Hai là mình muốn giữ lại cái sống nằm trong sáng đó để xem nó là của mình. Thực ra cái tay này cũng phải là của mình. Và có thể nói là tất cả mọi cái ở đây, nên cái thân mình đây, thân tâm mình đây, không có cái gì là của mình cả. Nếu mà mình nhìn cho thật kỹ, không có cái gì là của mình cả. Nhưng bây giờ mình luôn là muốn nó trở thành như ý muốn của mình. Ví dụ như mình muốn đẹp cho không muốn sống, mình muốn trẻ cho không muốn già, mình muốn an lạc cho không muốn đau khổ, mình muốn kể ra, mình muốn thanh tịnh. Nhưng mà tất cả những cái muốn đó thì đó chỉ là ý đồ của bản ngã. Cho nên đó, khi mình tĩnh lặng trong sáng thì đó là tự nhiên cái tâm nó ứng ra cái sự rộng lặng trong sáng đó. Nhưng khi mình cố giữ lại cái sự rộng lặng trong sáng đó thì đó là ý thức của bản ngã. Mình cần phải thấy cái điều này một cách rất là rõ ràng. Khi bình thường và tự nhiên nhất ấy, thì lúc đó chính là cái thực tánh pháp đang hoạt động. Cái thực tánh pháp đang hoạt động. Thực tánh pháp tức là cái thân tâm mình hay là thân thọ tâm pháp, nó đang ở trong cái trạng thái hay là trong cái điều kiện tự nhiên nhất. Thì lúc đó nó gọi là thực tánh pháp. Có một cái điều mà rất nhiều người sai lầm, đó là muốn đạt được thực tánh pháp, muốn đạt được thực tánh pháp, muốn tu tập để đạt được những cái khả năng này khả năng kia, hay là mình tu tập để đạt được tâm từ tâm bi, đạt được an lạc, đạt được trí tuệ gì đó. Thật ra cái điều đó là sai lầm. Nhưng khi tâm mình đó là tự trả nó lại cho tự nhiên, trả nó lại cho sự tĩnh lặng, thì nó liền là trong sáng, nó liền liền là trong lặng trong sáng. Cái sự trong lặng trong sáng đó là từ tánh của pháp, hay là từ chữ pháp ở đây đó mình có thể tạm dùng chữ mình là để chỉ cái thân tâm này đây. Nhưng mà thân tâm này đây là pháp, thân tâm này đây là danh sách, chứ thân tâm này đây hoàn toàn không có cái bản ngã trong đó. Nhưng bản ngã lại cứ muốn là phải thế này phải thế kia. Cho nên thầy mới nói thế này, cái tâm của mình đó vốn là thanh tịnh trong sáng,
vốn là rộng lành trong sáng. Thì cái rộng lành trong sáng đó chính là pháp thực tánh. Và cái rộng lành của cái tâm đó, nó mới là thấy được mọi sự mọi vật một cách trung thực. Thì lúc đó mới nói rằng là nội tâm thanh tịnh thì thấy rõ các pháp. Hai cái thánh đế là vậy, tức là nội tâm thanh tịnh thì thấy rõ các pháp. Nhưng mà khi mình bắt đầu có một ý đồ muốn thanh tịnh, ý đồ muốn trong sáng, ý đồ muốn an lạc, ý đồ muốn ổn định, thì lúc đó không còn là tự nhiên nữa. Mà không còn tự nhiên thì không còn là thực tánh nữa, mà lúc đó chỉ là ảo tưởng của bản ngã. Vì vậy cho nên một vấn đề cũng đặt ra, đó là người ta thường hay đặt ra cái vấn đề là như vậy làm sao để mình có thể là luôn rộng lành trong sáng. Cái đặt thành vấn đề này đấy, nó rất nguy hiểm, bởi vì khi đặt thành vấn đề này đấy, thì nó đã có thể rơi vào hai trường hợp. Một trường hợp là khi mình đặt thành vấn đề như vậy, tức là mình muốn sở hữu cái pháp, mà pháp là một sự vận hành tự nhiên không thể sở hữu được. Thế thì mình làm sao mà mình lại có thể có một, mình có thể rèn luyện tu tập để mà đạt được. Và trong khi đó Đức Phật ngài dạy rất là rõ, quả thật điều nguy hại người ngu sinh sợ đi sợ đắc, hủy phần sáng của mình từ chẻ đầu chính nó. Đức Phật ngài nói như vậy, tức là thực ra nếu để tự nhiên thì tâm nó độc vốn là nó sáng, vốn là nó rộng lặng trong sáng. Nhưng mà mình lại là muốn có sở tri sở đắc, cho nên nó bị mất cái phần sáng đó đi. Cái phần sáng đó đang lại nó đang sáng, cái tâm vốn là sáng. Đức Phật ngài nói như vậy, cái tâm này vốn là thoái sáng. Đức Phật ngài gọi là pháp pháp sa ra chúng ta. Thế nhưng mà mình lại là khởi lên cái ý muốn sở hữu, nghĩa là sở hữu, hay là mình tưởng là như thế này, hay mình cho là thế này, hay là phải là thế này thế kia gì đó, thì chính cái lúc đó là cái phần sáng đó nó đã mất, nó cũng không mất nhưng mà nó bị cái ảo tưởng của cái tư tưởng của bản ngã đó, nó làm chung. Người ta cứ tin vào cái tư tưởng của bạn đã thôi, chứ người ta không thấy được cái sự tịnh lặng trong sáng. Bởi vì cái tâm mình cứ luôn luôn là muốn thế này muốn thế kia thì làm sao mà tịnh lặng trong sáng được. Mình thì muốn cố gắng tu để cho nó tịnh lặng trong sáng, nhưng thực ra đó chính cái ý muốn mà khởi lên muốn tu để tịnh lặng trong sáng đó, thì đã làm mất cái tịnh lặng trong sáng của cái tâm vốn đã có sẵn rồi. Cho nên ấy, thì pháp tu của Phật ấy, là buông. Có thể nói là pháp tu của Phật là nằm ở trong chữ buông. Cái chữ buông ở đây đó cũng phải là buông bỏ. Mình nghe nói buông, nghe thầy giảng buông là ai cũng buông bỏ hết, không phải buông như vậy. Cái buông ở đây đó, nó khác. Buông ở đây tức là để pháp như nó là. Bởi vì pháp là vận hành một cách hoàn chỉnh. Pháp từ nó vận hành một cách hoàn chỉnh. Chỉ có ảo tưởng của bản ngã của mình đó, mới xem vào cái làm cho nó méo mó đi. Nhưng mà thực ra pháp nó vẫn không méo mó, mà chỉ là cái nhận thức của mình méo mó mà thôi. Khi mình xem vào thì cái nhận thức của mình nó
phải méo mó đi. Vì vậy cho nên á, khi mình cứ sang lên cái tư tưởng của mình muốn là, mình tự là, rồi mình cho là, rồi phải là, sẽ là, thì lúc đó cái tâm đã mất cái sự tích lực độc sáng, mất cái sự rộng lượng độc sáng. Cho nên là Đức Phật đó, trong 10 pháp ba la mật thì tất cả các cái pháp ba la mật đều là buông hết. Con người ôm đồm quá nhiều, cho nên đầu tiên ôm đồm cái sợ hãi quá nhiều, cho nên đầu tiên là pháp xa thị. Đầu tiên là pháp xa thị, tức là làm sao mà mình có thể là thay vì mình ôm đồm thì bây giờ mình chia sẻ cho người khác, chia sẻ bớt cho người khác để buông bớt cái bản ngã mà muốn sở hữu. Bây giờ một cái người cố ngồi thiền định, cố tu tập kiểu gì mà không buông xả được cái sở hữu, tức là cái tâm vẫn còn nặng nề cái sở hữu, thì không thể nào mà giải thoát giác ngộ gì hết. Người đó chỉ có thể tạm thời ngồi yên, người đó có thể tạm thời một lúc nào đó được an lạc cái gì đó thôi, nhưng mà để giải thoát giác ngộ thì không thể nào còn. Cho nên cái đầu tiên là phải buông, buông bằng cách là người ta chia sẻ, chia sẻ bất kỳ cái điều gì mà mình sở hữu. Bắt đầu cái việc chia sẻ này nó rất khó, nhưng mà nhờ cái hoàn cảnh, nhờ cái hoàn cảnh, ví dụ bây giờ mình cứ muốn giữ cái tài sản của mình, nhưng mà bây giờ mẹ mình bệnh cho nên mình phải chi tiền ra, hay là con mình bệnh cho nên phải chi tiền ra, thì dần dần tất cả những cái việc làm đó dần dần nó giúp cho mình đó là nhận thức ra được cái sự buông bỏ sở hữu. Ai mà cố chấp cái sở hữu chừng nào thì người đó mất mát chừng đó, mà người nào buông ra được chừng nào đó thì những người đó là có tất cả. Cái nguyên lý là như vậy. Cho nên đó là cái đầu tiên là bố thí. Thường thường là mình là hiểu bố thí là để mình làm từ thiện để cho mình được phước, để mình được sau này mình sẽ được lên cõi trời hay là được cái này cái kia. Như vậy thì nó không phải là buông, như vậy nó cũng chưa có cái gì tha. Bởi vì trong cái bố thí đó, nó phải có hai cái. Một cái là cái tính giúp đỡ, tức là vị tha, và một cái là buông xả và vị tha. Thì mình thấy là ngay cái đập pháp đầu tiên đó là đã buông rồi. Bây giờ cái thứ hai là trì giới. Trì giới không phải là để mình mà trang bị cho mình một cái đức độ gì cả, mà trì giới là để mà buông bỏ bớt những cái hành động mà hại mình hại người. Mình có thể sẵn sàng làm bất kỳ điều gì mà miễn sao mà lợi cho mình. Người ta mình thấy là người ta sợ gì mà nó sinh ra nhiều chuyện hại nhau trên đời này là bởi vì chỉ muốn lợi mình mà hại người. Cho nên đó, cái việc mà buông bỏ những cái hành động hại mình hại người thì đó là gọi là trì giới. Thứ ba đó là lý dục, tức là bớt tham muốn trong sắc thanh hương vị xúc. Bớt tham muốn, ví dụ như khi mà quý vị thọ bát quan trai, tại sao thọ bát quan trai? Thọ bát quan trai là để mình bớt đi cái dính mắc ở trong những cái mà ham muốn ở trong sắc thanh hương vị xúc.
Thì là nhận là như vậy, buông bỏ. Khi mình buông bỏ được, buông bỏ, có cái tâm buông bỏ được cái trí, bố thí, trong bố thí, buông bỏ được trong trì giới, buông bỏ được trong những dính mắc với sắc thanh hương vị xúc, thì lúc đó đó cái tâm bắt đầu là trở về được với cái sự trong sáng. Thì khi mà cái tâm mà nó trong trong sáng, khi mà cái tâm mà nó không có dính mắc gì cả, không dính mắc tài sản, không dính mắc những cái hành động mà hại mình hại người, không dính mắc vào sắc thanh hương vị xúc, thì lúc như vậy đó, lúc đó mới là gọi là trí tuệ. Trí tuệ tức là một cái tâm rộng lòng trong sáng. Thì trong cái tâm rộng lòng trong sáng đó, mình thấy là buông bỏ những cái quan niệm, buông bỏ những cái sở tri, buông bỏ những cái kết luận, những cái định kiến, những cái quan niệm, buông bỏ những cái đó để cho tâm luôn luôn là rộng rãi. Một người mà học Phật pháp quá kỹ, học nhiều kinh sách quá nhiều, có khi trở thành sơ tri trước. Là bởi vì sao? Bởi vì cái tâm họ không có rộng lòng được, không có nhìn trực tiếp mọi sự mọi vật một cách một cách trực tiếp được, trung thực được, mà luôn luôn là đánh giá qua cái kiến thức. Và chính cái kiến thức đó, dù là kiến thức đó là kiến thức rất hay rất tốt, nhưng mà chính cái kiến thức đó nó làm cho ngăn trở cái sự thật, mình nhìn thấy sự thật một cách trực tiếp. Cho nên trí tuệ chính là buông bỏ những khái niệm, những quan niệm, những tư tưởng, những cái thành kiến, buông bỏ những cái đó để cho cái tâm nó rộng lớn trong sáng. Thì khi mà cái tâm trong sáng thì lúc đó mới biết được là cái nào đúng, cái nào sai, cái nào thiền, cái nào bất thiền, mới thấy rõ được các pháp, thấy rõ được bản chất thực của các pháp. Tức là tới ngang đây ấy, thì cái người mà tu đó mới bắt đầu thấy được thực tánh pháp. Còn không là toàn thấy theo quan niệm, theo khái niệm, theo cái tư tưởng của mình thôi. Tức là theo những nội dung mà mình thu góp được thôi, qua cái mà mình gọi là kinh nghiệm. Nhưng mà mình không có đủ một cái sự rộng lượng để mà thấy rõ các pháp một cách hoàn toàn như chân như thật, hay là thấy nó như nó này. Cho nên là cái trí tuệ đó chính là một cái tâm rộng lớn trong sáng. Khi có trí tuệ đó mới biết cái điều gì là chân, điều gì là giả. Còn mình á, khi chưa có trí tuệ á, thì mình tưởng giả là chân, còn chân là mình cho là giả. Vì vậy cho nên là mình không biết cái nào là đúng, cái nào là sai, không biết cái nào là thật, cái nào là giả. Cho nên á, nếu mà mình tinh tấn thì chắc chắn là tinh tấn sai lầm. Nếu mình chưa có đủ trí tuệ để thấy được thực tánh pháp thì mọi tinh tấn của mình đều là sai lầm. Bởi vì mình đâu có biết cái nào là giả, cái nào là thật, cái nào là đúng, cái nào là sai. Mình chỉ nói theo cái kiến thức, mình chỉ nói theo cái quan niệm của xã hội hay là của tôn giáo, chứ không phải là bản thân cái tâm của mình thực thấy được. Khi tâm mình chưa thực thấy thì cho dù mình có nói đúng cách mấy, cái đó cũng chỉ là mới kiến thức, và nó thực ra nó vẫn là ảo tưởng chứ không phải là thật. Vì vậy cho nên là có trí tuệ để thấy ra được đâu là chân, đâu là giả,
thì lúc đó mới là thực sự có tinh tấn. Tinh tấn là gì? Tinh tấn là tinh tấn nó có hai cấp bậc. Cấp bậc thứ nhất ấy, là tinh tấn là buông cái bất thiện để sống với cái thiện. Đó là cấp độ thứ nhất. Cấp độ thứ hai đó là buông cái giải. Thực ra thiền và bất thiền cũng giải. Cho nên lúc đầu đó thì buông cái bất thiền để mà trở về cái thiền. Nhưng mà đến cái lúc mà đã thấy được thực tánh pháp, tức là có trí tuệ để thấy được thực tánh pháp đó, thấy được pháp như chân như thật đó, thì lúc đó là buông cái giải để trở về cái thực. Buông cái giải để trở về cái thực là như thế này. Thí dụ như bây giờ mình đang ngồi đây, cái tự nhiên tâm mình nghĩ thì quá khứ, nghĩ vị lai, nghĩ cái chuyện đó bên ngoài. Lúc đó mình tâm mình đang lang thang chạy đi tìm những cái đối tượng trong quá khứ, trong tương lai hay là bên ngoài. Vì vậy cho nên tinh tấn lúc đó chính là buông cái ảo đó đi, buông những cái nắm bắt của quá khứ, tương lai và bên ngoài đi, để trở về trọn vẹn với cái thân thọ tâm pháp đang là. Tức là ví dụ như thế này, mình đang ngồi thì mình trở về trọn vẹn với cái đang ngồi. Mình đang đi thì trở về trọn vẹn với cái đi đó, trở về trọn vẹn trong sáng với cái đi đó. Thì như vậy mới được gọi là tinh tấn. Tinh tấn tức là trở về với cái thực tại như nó đang là. Thí dụ như mình đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi, đang ăn hay đang làm bất kỳ cái gì, thì tâm không chạy đi đâu hết, mà nó trở về với cái đang là đó. Thì như vậy gọi là tinh tấn. Nhưng mà khi trở về với cái đang là đó, thì có cái đang là rất là dễ chịu. Thí dụ như bây giờ mình đang đi bộ trong rừng, gió mát, trăng thanh, dạ như vậy, thì mình rất là dễ chịu. Nhưng mà cũng có cái đang là khó chịu. Thí dụ như mình đang đau bụng, mình đang nhức đầu, thì lúc đó cái đang là nó rất là khó chịu. Vì vậy cho nên phải có nhẫn nại ba la mật. Hồi nãy là thầy nói đến tinh tấn à. Nói đến tinh tấn là buông cái dạ để trở về với cái thực, buông cái bất thiện trở về với cái thiện, rồi buông cái dạ trở về với cái thực. Đó là tinh tấn. Bây giờ khi mình buông, mình trở về với cái thực, nhưng mà cái thực dễ chịu thì nó rất dễ. Còn cái thực mà khó chịu đó, trở về với cái thực mà khó chịu đó thì rất khó. Vì vậy cho nên lúc đó là nhẫn nại. Cho nên mới có nhẫn nại ba la mật, tinh tấn ba la mật, rồi đến nhẫn nại ba la mật. Khi mà mình có thể luôn trở về với cái thực, cho dù cái thực đó nó có là đau khổ khó chịu đến đâu thì mình vẫn chịu được, mình vẫn chấp nhận được, mà tâm không có khởi lên sự đối kháng hay là bức tức nào hết. Thì như vậy đó, tức là người đó đạt được cái nhân ba la mật. Rồi khi mà có thể nhận được với tất cả cái sự khó khăn nhất mà vẫn nhận được, thì lúc đó người đó sẽ đạt được một cái ba la mật cao hơn nữa, đó là chân thật ba la mật. Cái chân thật đây gọi là hộ trì chân đế. Hộ trì chân đế tức là thế này, tức là bây giờ đã thấy ra cái thực rồi, cho dù cái thực đó nó khó khăn cách mấy vẫn chịu được, thì bây giờ đó thì người đó luôn luôn sống với cái thực chứ không có ảo tưởng nữa, không còn ảo tưởng sẽ trở thành cái này, sẽ trở thành cái kia, sẽ đạt thành cái này, sẽ đạt thành cái nọ, không còn cái ảo tưởng đó nữa, mà cái người đó đã hoàn toàn trở về trọn vẹn với pháp như nó đã là. Thì
Với ngang đó là cái người mà có khả năng sống tùy duyên thuận pháp, tức là tùy theo bất kỳ cái hoàn cảnh nào thì người đó vẫn cứ sống thuận pháp. Còn lại là nguyện lực ba la mật, tâm từ ba la mật và tâm sát ba la mật, thì tất cả những cái sau này cũng đều là buông xả. Tức là khi mình đã thấy ra được thực tánh chân đế rồi, thì lúc đó là cái nguyện ở đây không phải là mong cầu xin, mà là thấy bắt đầu ngang đó là nhìn thấy chúng sanh đau khổ, cho nên lúc đó mới là thực ra nói nguyện, nhưng mà thực ra là tình nguyện thì đúng hơn. Nguyện ở đây là nguyện, không phải là tôi nguyện cái này, tôi nguyện cái kia, không phải nguyện như vậy, nhưng mà tình nguyện tức là tình nguyện chia sẻ cái sự thật để cho mọi người thấy ra, để cho mọi người bớt khổ. Và tâm từ ba la mật, tức là khi có nguyện lực đó thì là có tâm từ đối với tất cả chúng sanh. Nhưng mà dù có tâm từ với tất cả chúng sanh, thì tâm từ ở đây tức là buông đi, không còn có cái một chút nào đối kháng với chúng sanh cả. Bây giờ mình tu tập, đôi lúc mình vẫn thấy một cái người làm cái điều gì đó mà không tốt là mình cũng rất, phải không? Mình tu rất tốt, nhưng mà mình thấy người không tốt là mình nội sân. Nhưng mà như vậy là chưa có tâm từ. Người mà có tâm từ đó không có sân với ai cả, bởi vì thấy tất cả chúng sanh là nhân duyên như vậy, nghiệp báo như vậy, thì họ như vậy, cho nên không có kinh ghét ai, không có sân hận với ai cả. Thì cái người đó là có tâm từ ba la mật. Và nhưng mà cái cuối cùng vẫn là tâm sát ba la mật. Như vậy mình thấy là cái tâm xả ở đây ấy, tức là cái tâm thứ nhất đó, nó có nghĩa là một cái tâm hoàn toàn quân bình, hoàn toàn quân bình, không bị dao động gì cả, và không chấp trước, không giữ lại bất kỳ điều gì. Thì đó là 10 cái ba la mật. Sở dĩ mà thầy muốn giới thiệu cái 10 ba la mật đó là để cho thấy, chúng ta thấy rằng là buông là nội dung toàn bộ của sự tu tập, từ bố thí cho đến trì giới, cho đến ly dục, cho đến trí tuệ, đến tinh tấn, đến nhẫn nại, đến chân thực, đến nguyện lực, đến tâm từ tâm sát, đều là buông cả. Vì vậy cho nên là ở đây là chỉ có buông ra thôi. Buông ra chỉ để cho cái buông ở đây là buông có thái độ đó, buông là thế này. Buông tức là để mọi pháp như thế nào thì để như vậy. Nhưng mà để mọi pháp như thế nào để như vậy không có nghĩa là để tôi nói rằng ra làm sao thì ra, mà trong đó là có cái thấy biết, tức là chỉ thấy biết thôi. Thí dụ như lúc đó sân thì thấy biết sân, mà lúc đó tĩnh lặng thì thấy tĩnh lặng, không bỏ sân mà cũng không giữ lại tĩnh lặng, chỉ thấy pháp như thế nào thì thấy như vậy thôi. Thì lúc đó mình sẽ có một cái điều mà rất là quan trọng, đó chính là cái thấy. Cái thấy là quan trọng, chỉ thấy thôi, chỉ thấy thôi, chứ không xen tư tưởng vào, không xen ý thức vào, mà chỉ thấy thôi. Tức là lúc đó
tâm thân như thế nào thì thấy như vậy, cảm giác như thế nào thì thấy như vậy, cảm xúc như thế nào thì thấy như vậy, tâm như thế nào thì thấy như vậy, hay là sự tương giao, hay là sự mối quan hệ giữa mình và thế giới xung quanh như thế nào thì thấy như vậy. Đó chính là buông. Nhưng mà buông và thấy, trong đó nó có hai cái, buông và thấy. Buông thì nội tâm mới thanh tịnh, và thấy thì lúc đó mới thấy rõ các pháp. Buông thì tâm mới thanh tịnh, chứ mình muốn thanh tịnh thì là nắm rồi. Bây giờ mình đang tinh lặng, mình đang tinh lặng thì được, đang tinh lặng thì mình chỉ thấy tinh lặng thôi thì được, nhưng mà mình muốn giữ tinh lặng lại thì là sai. Cho nên đó, trong đạo Phật thì có, nếu mà mình nói là cái mục đích tối thượng của đạo Phật là trở về với cái tâm rộng lặng trong sáng, thì muốn rộng lặng thì phải buông, mà muốn trong sáng thì phải thấy. Như vậy cái nội dung tu tập của mình là buông và thấy. Buông tức là để pháp như vậy để thấy thôi. Cái lúc mà con chuyện xảy ra trong gia đình mà con vẫn hoàn toàn thấy thẳng nhiên đó, thì chính lúc đó là buông. Chính lúc đó là nhờ cái tâm nó tự buông xuống. Buông hay nói buông hay là nói là không có khởi cái bản ngã đấy cũng được. Nói buông xuống hay là nói không khởi bản ngã đấy cũng được. Tức là mình chỉ để yên vậy thôi, tức là buông. Còn nếu mình khơi cái bản ngã lên thì nó sẽ chống đối, sẽ thương, sẽ ghét, sẽ tham, sẽ sân, sẽ đủ thứ, phản ứng đủ thứ. Nhưng mà bây giờ đó, trong tu tập đó, thì có một điều hết sức quan trọng, đó là buông và thấy. Tức là rộng lặng và trong sáng. Làm thế nào mà mình có thể là trong đi đứng nằm ngồi trong tất cả mọi hoạt động? Tất nhiên hoạt động là tùy duyên, nhưng mà bây giờ hoạt động nào mình cũng vẫn thấy, thấy với một tâm buông xả, chứ không có một ý đồ để mà trở thành cái gì cả, không ý đồ để đạt được gì cả, không ý đồ để nắm bắt gì cả. Vì tất cả các pháp đều là vô thường, là vô ngã, cho nên mình không thể nắm bắt được, không thể rèn luyện nó được. Khi mà mình tưởng là mình rèn luyện nó được, mình tưởng là mình có thể ngồi thiền để đạt được cái này cái kia đấy, thì đó chính là cái ý đồ của bạn ngã. Và như vậy mình không buông xuống để mà thấy pháp được, không thể buông xuống để thấy pháp như nó đang là được. Nếu mà có bóng một cái lúc tự nhiên nhất, cái tâm tự nhiên nhất, thì lúc đó cái tâm là thấy có thể phản ảnh toàn bộ pháp như nó đang là. Nhưng mà chỉ cần mình khởi lên một ý đồ, tức là mình tưởng là cho là phải làm sẽ làm gì đó, thì chắc chắn là mình sẽ rơi vào cái quá trình sinh diệt, quá trình tạo ra phiền não khổ đau. Thì thầy nghĩ là cái điều mà thầy vừa nói đó là hơi khó. Hơi khó là bởi vì thế này, bởi vì mình không buông được, không buông được để thấy pháp như nó là. Bây giờ thầy lấy một ví dụ như thế này, mình có mấy đứa con, bây giờ không thể nào mà để cho nó như nó là được, và mình muốn nó phải học giỏi, muốn nó phải khỏe mạnh, muốn nó phải thế này thế kia, tức là mình luôn luôn là cho là phải làm sẽ làm,
chứ không cách nào mà mình để nó như nó là được. Tất nhiên là buông là chưa được, mà buông không được á, buông không được thì không đủ sáng suốt để thấy nó như nó là. Khi mà thấy nó như nó là thì khi đó mình mới có thể giúp nó được. Còn nếu mình muốn nó phải là cho là phải là sẽ là đó thì mình không còn giúp nó được, mà thực ra là mình bắt nó theo mình. Mình không đủ sáng suốt, mình không đủ bình tĩnh, trầm tĩnh để nhìn con nó như nó là. Bây giờ giả sử như bọc dương trong vườn mình đó, nó mọc lên một cái mít, mình cũng chẳng để ý nữa, mình chỉ có thấy cái gì đó mọc lên, rồi một ngày kia đó, nó có trái rồi nó trái nó chín, chín rồi mình ra mình ăn, quả cái cây này trái ngon ghê. Thì lúc đó khác này, lúc đó là mình cũng có khổ dễ đó, mà lúc luôn 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 là cảm thấy hứng thú, quả cái cây gì mà nó mọc lên hay vậy này. Ô cái gì mà cái trái gì kỳ này, rồi mà đến khi nó chín nó thơm, cái gì thơm như vậy, rồi ăn nó ngon quá, tức là rất là hứng thú. Nhưng nếu bây giờ mình trồng một cái hạt mít mà muốn nó phải lên như thế này, muốn nó phải lên như thế kia, muốn nó phải ra trái như thế này thế nọ, muốn nó phải ngon như ý muốn của mình, thì lúc đó cho dù mình có trồng được một cái mít ngon nhất, mình vẫn đau khổ suốt đời. Có phải vậy không? Đó là vì sao? Là bởi vì cái mít kia thì mình tâm mình tự nhiên, mình vẫn thấy nó, mình vẫn ăn mít, mình vẫn thấy nó đang hoa, nhưng mà tự nhiên thì không có đau khổ gì cả. Còn bây giờ mình trồng một cái mít, mình chờ nó lên hàng ngày, mình muốn nó phải lên kiểu này kiểu kia, muốn nó phải ra trái kiểu này kiểu nào thì mình khổ suốt luôn. Thế gì nữa mà đó là tại vì không biết buông. À, tức là cái thái độ buông là để tự nhiên mà thấy, để tự nhiên mà thưởng thức. Thí dụ như một cái hoa đẹp thì mình vẫn thưởng thức, nhưng mà mình để tự nhiên cho mình không muốn sở hữu nó thì mình cũng khổ. Một cái hoa đẹp quá cho nên muốn sở hữu, con chim hót hay quá cho nên muốn bắt về bỏ trong lòng nhốt lại để cho bắt nó là nó khác. Còn nếu mà mình cứ nghe, mỗi ngày mình cứ nghe tiếng chim hót thì nó khác. Cho nên thực ra trời đất này, màn pháp này đều là tốt đẹp hết, đều là kỳ diệu hết, đều là hạnh phúc hết. Nhưng mà mình lại là do ham muốn. Do ham muốn bất kỳ kiểu gì, trong đó có cả ham muốn tu tập, chứ không phải là thế mà tu tập là mà ham muốn tu tập là tốt đâu. Ham muốn tu tập cũng là muốn sở hữu, cũng giống như người kia muốn sở hữu cái nhà, muốn sở hữu cái chiếc xe hơi. Thì bây giờ mình muốn sở hữu tâm an tịnh, muốn sở hữu được đắc định, muốn sở hữu được an lạc thì cũng vậy thôi. Cho nên là đây gọi là tham ái cao cấp. Đó là tham ái cao cấp hơn. Bây giờ phần còn lại là để cho quý Phật tử hỏi. Quý Phật tử cứ đặt câu hỏi, tức là những cái điều thầy vừa nói đó, có gì mà quý Phật tử còn thấy thắc mắc đó, thì cứ hỏi. Bởi vì có hỏi thì nó mới rõ vấn đề ra. Chứ khi thầy mới trình bày là chỉ trình bày một cách tổng quát thôi, còn phải đi vào chi tiết cụ thể từng cái trường hợp là như thế nào, thì lúc đó quý Phật tử cứ đặt câu hỏi. Thưa thầy,
Thì bây giờ thầy giảng thì có hai cái đề tài, cũng như nói buông và giữ. Nếu mình buông thì mình cảm thấy thông thoáng, mình cũng có cái trí tuệ nhiều hơn. Còn nếu mình giữ thì mình cảm thấy phiền phức, mình lo âu, mình buồn, thì có đúng chuyện mà. Dạ đúng, cái đó là đúng. Nhưng mà chữ buông ở đây đó, nó không có nghĩa là buông bỏ. Mà buông ở đây là buông của thái độ, tức là thái độ nhận thức. Buông bằng thái độ nhận thức chứ không phải là buông mà buông là mình bỏ đi. Thí dụ như bây giờ thế này, mình có vàng thì nghe nói buông cái là cũng cần phải là bỏ cục vàng đi. Nhưng mà buông ở đây đó, tức là cái tâm mình có thể sẵn sàng sử dụng cái vàng đó cho mọi người được tốt đẹp, hay là mình có thể là dùng cái vàng đó để mà giúp cha mẹ, hay là nuôi con cái, hay là giúp cho người ta xây trường học, hay là xây đi làm từ thiện, những cái gì đó chẳng hạn, sẵn sàng có thể là bỏ nó đi được, tức là cái thái độ tâm đó, chẳng phải buông là mình phải bỏ nó đi. Thực ra đó, ví dụ như thế này, nếu một người có cái tâm buông, không có tham lam hay là không có chấp giữ vàng bạc, thì người đó nên có nhiều vàng bạc hơn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì người đó còn nhiều chừng nào đó, thì lại giúp cho người ta nhiều chừng đó. Bởi vì cho nên buông ở đây không có nghĩa là bỏ hết thì lấy gì mà cho người ta. Và cái buông ở đây chính là tâm sẵn sàng, không có dính mắc, mà có thể chia sẻ cho mọi người, hay là có thể là giúp đỡ cho tức là với tâm vị tha, vô ngăn vị tha, thì cái đây là cái thái độ tâm, chẳng phải là chẳng cần phải buông mà buông theo cái kiểu mà buông cái này cái kia gì cả. Bởi vì thực ra mình không có buông gì được cả. Tất cả các pháp nó đến đi là như vậy. Mình làm sao buông? Nếu mà mình buông được thì đau khổ mình cứ buông đi. Cái gì mình cũng buông hết đi thì làm sao mà buông? Thì quá khỏe. Nhưng mà không thể buông được. Bởi vì cái nhân duyên như vậy, cái nghiệp báo như vậy, cái quả như vậy thì mình không thể buông. Nhưng mà lại buông cái thái độ nội tâm. Thí dụ như bây giờ, kiếp trước mình làm một cái điều gì đó hại người ta, cho nên bây giờ người ta hại mình lại. Nhưng mà khi mình chịu cái quả mà mình hại lại đó, không phải là mình buông, có nghĩa là mình bỏ cái mà người ta hại mình đi. Ai mà hại mình là mình dẹp hết, không phải như vậy, không phải buông theo kiểu đó. Mà buông theo kiểu là bây giờ người ta hại mình thì tâm mình vẫn bình thản. Đó là buông là sao? Nó buông, nhớ ở đây buông có rất nhiều người hiểu lầm. Mới vừa rồi trong trang web cũng có người hỏi thầy là cứ nghĩ rằng là buông là phải bỏ đi. Buông không có nghĩa là bỏ đi, mà buông là thái độ không có bám víu, không dính mắc, không nương tựa vào bất kỳ điều gì. Hay nói một cách khác cho dễ hiểu hơn nữa, buông tức là để yên như vậy để mà thấy. Buông là để yên mà thấy. Thí dụ bây giờ như thế này, cụ thể cho nó dễ hiểu. Bây giờ mình đang buông thì mình muốn buông cái buông đó ra, thì buông cái buông đó ra đó là còn buồn hơn được. Hay là nếu có buông được á, thì thực ra mình chỉ là dồn nén nó lại thôi, trong thế nào mình buông nó ra được. Nhưng mà nếu mình hoàn toàn chấp nhận tròn vẹn cái buồn đó, để mà thấy cái buồn đó nó đang như thế nào, thì mình lại liền hết buồn. Không tin thì quý vị cứ làm thử xem coi. Buồn thì thật sự lắng nghe cái buồn cách tròn vẹn, chứ đừng có bỏ nó, mà cũng không có lấy nó gì hết. Không, người ta gọi là không thu không xả. Thành cái chữ buồn đấy nó không phải là buồn là của thu, của cái xã,
theo cái nghĩa là lấy hay bỏ. Mà buông ở đây đó, tức là một thái độ tâm quân bình trước cái nghịch cảnh hay là cái thuận cảnh. Buông là buông như vậy. Hay nói một cách dễ hiểu là cứ để cho cái trạng thái đó như thế nào, cứ để như vậy mà thấy thôi. Đó là buông. Nhưng mà buông mà thấy chẳng phải là buông không. Buông mà thấy, hoặc cả buông cả thấy mới được. Buông thì rộng lặng, mà thấy thì trong sáng. Cho nên mới nói rằng là nội tâm thanh tịnh thì thấy rõ các pháp. Nội tâm mình lăng xăng mà làm sao thấy rõ các pháp được. Mình chỉ có thể đạt được trạng thái này hay đạt được trạng thái kia, hay là đạt được cái sở tri này sở tri nọ, tức là mình có đạt được cái sở tri sở đắc, chứ không phải là buông, không phải là thấy. Mà thấy đó, thì tức là pháp đến đi như thế nào, đến đi đến mình như thế nào. Ví dụ như là khi vui thì là vui đang đến, khi buồn thì tức là buồn đang đến, khi khổ thì tức là khổ đang đến, khi lạc thì là lạc đang đến. Thì bây giờ đối với khổ hay là vui hay buồn hay được hay mất hay hơn hay thua gì đó, thì pháp đến như thế nào thì cứ để như vậy mà thấy. Thì đó là, đó mới là giác ngộ. Còn nếu mình á, thường thường cách giải quyết của mình á, là muốn dẹp cái này đi, bỏ cái này đi, giữ cái kia lại, thì thực ra khi mình có cái thái độ như vậy á, thì chỉ làm cho vấn đề rắc rối thêm. Tức là ai thực sự trải nghiệm mình sẽ thấy ra điều này. Mình đưa ra một biện pháp để giải quyết thì nó lại sinh ra một cái vấn đề khác, rồi đưa ra một biện pháp khác để giải quyết, nó lại sinh ra vấn đề khác. Nó cứ mãi mãi gọi là sinh sự sự sinh hà nhược liệu. Tức là cái việc nó cứ sinh ra hoài, không bao giờ mà nó hết. Nhưng mà nếu mình trời tròn ngàn tính thức tức là buông ra để thấy nó như nó là, thì lại hết liệu. Ví dụ như cái ly nước này, ly nước này trong cho nó dễ thấy. Đó, bây giờ ly nước này nó đang trao. Bây giờ mình cứ cố gắng mình cầm để cho nó hết trao, cầm kỹ chừng nào nó trao chừng đó. Nhưng mà buông ra thì nó sẽ đứng lại, nó sẽ hết. Cái tâm mình cũng vậy. Thực ra chỉ cần buông ra tức là thế này, tức là để yên mà thấy. Chẳng phải buông ra là nhắc lại nghe. Buông ra không phải là vứt bỏ, mà buông ra là để yên mà thấy. Để yên mà thấy này, thì nó đứng lên. Nhưng mà mình giải quyết kiểu gì đó thì nó cũng sẽ sinh ra một hiệu ứng khác. Nhưng mà để yên là tự nhiên, để yên mà thấy thì là nó yên. Thế này nó, ví dụ như có người mà có một thân nhân hay người thân thì bị bệnh muốn cạn nghèo, cần được sự thì còn được chăm sóc hay tương lên. Trong trường hợp đó, nếu mình để trên các pháp như đang là như thầy nói, thì cái sự sáng sắc làm sao phát sinh được? Bây giờ để pháp đang là mà thấy, thì lúc đó mới biết rằng là cái tay của người này đang bị đau, cần phải xoa dầu hay là cần phải băng bó. Phải để yếu mà thấy. Còn nếu mình mà lăng xăng mà mình lo lắng của mình chỉ là chủ quan để mà giải quyết đó, thì là đặc biệt. Cho nên đó, người ta nói ví dụ như một người đang gặp nạn, thì đầu tiên một cái người mà sơ cấp cứu đó, thì người đó phải biết là để cho người đó yên, đừng có động đậy, để kêu bác sĩ tới, kêu nhà thương tới, người ta biết cách. Còn nếu mà không á, thì tạm thời sơ cấp cứu là phải cột người đó lại để cho nó để yên. Chúng tôi là mà động đậy một cái rồi lại thêm xương nữa, thế dù vậy. Cho nên á, nói chung là có muốn giải quyết thì phải để yên mà thấy, thì khi đó mới thấy ra mới giải quyết được.
Còn nếu mà không thấy ra mà giải quyết thì lại chỉ làm hỏng thêm. Chứ không phải là không giải quyết. Nhưng mà phải thấy ra mới giải quyết. Mà thấy ra thì phải để yên mà thấy ra. Dạ, nhưng mà con thưởng con, cho nên thưởng hoan hỷ giải quyết dùm con này thì con cứ lẫn vẩn trong cái chỗ thấy. Con không có cái sự thắc mắc gì về cái vấn đề mà để yên. Mà con có cái chỗ thấy á, con cái gì thấy mới được. Tại vì khi mà con biết được là con thấy á, thì nó không còn rỗng lặng nữa. Đó là cái trải nghiệm của con. Khi mà con để yên thì con thấy nó rất là rỗng lặng. Con nhìn thấy mọi vật nó y như vậy, và con cảm nhận được là con không có một cái phản ứng gì, cái ngã gì của con trong đó hết. Nhưng mà khi con thấy được á, là con đang làm cái hành động đó thì nó không còn là lỏng lặng nữa. Cho nên con muốn thầy cho con biết là cái thấy mà thầy nói nãy giờ đó là không phải cái thấy của con đó. Cái thấy đó là cái thấy hay đó, câu hỏi rất là hay. Cái thấy đó là ở đâu vậy thầy? Câu hỏi đó rất hay. Cái thấy đó, cái thấy là thực ra đó là cái bản chất của cái tâm mình đó, nó tự thấy. Cái bản chất của cái tâm mình đó, nó tự thấy. Từ nghe, thí dụ như bây giờ ngồi yên vậy thôi, cho mình muốn nghe, muốn thấy vậy hết á. Nhưng mà có ai xuất hiện cái thấy điện, có tiếng chim hót đó là nghe điện. Thì cái thấy cái nghe đó là cái thấy nghe của tánh biết, của tánh thấy. Nhưng sau đó đó, con là muốn thấy. Tức là đó là ý thức của bản ngã. Hai cái đó nó khác nhau này. Bây giờ này, khi con nhìn cái bình này, cái này mà con chỉ thấy nó như vậy thôi thì đó là tánh thấy. Con khởi lên cái ý là cái bình này đẹp quá, là đó là ý thức của bản ngã. Con phải đu bén nhầy để thấy ra điều đó. Nếu mà không đu bén nhầy mà thấy ra điều đó là con bị lừa biết mãi, bị lừa suốt đời luôn. Tức là cứ bị bản ngã lừa mà tu cũng bị bản ngã lừa, làm gì cũng bị bản ngã lừa hết. Mà con phải thấy ra được cái chỗ sai biệt bén rất cực kỳ tinh tế đó. Bởi vì á, khi mình nhìn mọi sự mọi vật á, thì có cái nhìn hoàn toàn trung thực như nó là. Và sau đó nếu mình không đủ tỉnh giác, không đủ tỉnh thức thì liền tưởng là xen vào, cho là xen vào, phải là xen vào, sẽ là xen vào, thì cái đó chính là ý thức của bản ngã. Phải phân biệt cho thật rõ cái điều đó. Nếu không á, là mình cứ bị bản ngã nó cứ lừa mà. Mà cũng được, giống như con nói đó. Bây giờ tự nhiên thì thấy, cho nên là con đã cảm nhận được cái sự tự nhiên đó rồi đó. Tức là tự nhiên thì thấy rộng ràng, thì thấy mọi sự mọi việc bình thường. Bình thường thôi nghe. Nên nhớ rằng tu là để trở về hoàn toàn bình thường. Nếu mà người ta không chịu được cái bình thường đó, cho nên người ta cứ muốn phi thường, đó là sai lầm rất lớn. Chỉ cần trở về bình thường thôi, chứ đừng có cố gắng để đạt được một cái gì phi thường cả. Vì thực ra không bình thường đâu. Tất cả những cái mà như cái tay đang đưa lên như thế này, cái tay để xuống như thế này, cái miệng có thể nói như thế này là phi thường đó, không phải là bình thường đâu. Tại mình xem nó là tầm thường, cho nên mình muốn một cái phi thường. Trên thực tế tất cả mọi cái mà mình đang có đây đó là vô cùng phi thường, vô cùng kỳ diệu, vô cùng màu nhiệm. Mà mình quá khinh thường những cái màu nhiệm đó để mình đi tìm một cái ảo, chưa có buông ra để thấy được cái. Vì mình cũng đủ buông cho nên không thấy được cái bình thường này là nhiều màu nhiệm. Mà mình lại muốn cái phi thường.
Cho nên thầy mới nói là người tầm thường là người muốn đạt được phi thường. Những người giác ngộ ra cái bình thường thì thấy ra cái bình thường này là vô cùng màu nhiệm. Bởi vì con người không thấy được cái màu nhiệm trong từng sát na của sự sống, cho nên mới tìm cầu một cái gì đó quá cao siêu. Thì con người mình ấy, là cái bản ngã nó có cái bản chất như vậy đó. Tự nhiên vẫn thấy, nhưng mà cho rằng là cái thấy của tôi. Tự nhiên vẫn nghe, mà cứ cho rằng là tôi nghe. Rồi tôi nghe không cho đủ. Tôi nghe hay, tôi nghe dở, tôi ghét, tôi thích, tôi thương, tôi giận, tôi hờn, tôi đủ thứ. Đó, tức là cái tôi nó xem vào một cái đó, thì nó sẽ sinh ra cái luân hồi sinh tử. Còn nếu mà không có cái tôi á, thì đó là niết bàn. Không có cái tôi thì ngay đó là niết bàn. Tức là con người mình á, con người mình tức cười một cái là ở chỗ này, bỏ cái niết bàn sẵn có để đi tìm một cái niết bàn ảo. Tức là lẽ ra trong mình hoàn toàn mình làm tự nhiên, không cần phải thêm bớt gì nữa cả, thì nó lấy bàn rồi. Nhưng mà mình lại là khởi lên tâm muốn là đạt được cái niết bàn gì đó, cho nên nó mới sinh ra luân hồi sinh tử. Nếu mà mình không thấy ra chỗ này đó, thì mình cứ trôi lăn trong luân hồi sinh tử mãi, mà không biết rằng là niết bàn muôn đời vẫn đang ở đây mình. Chỉ tại vô minh. Vô minh tức là không thấy là đây là niết bàn, đây là thực tánh pháp, đây là thực tánh chân đế. Cho nên á, mới đi tìm cầu một cái nào, một trạng thái nào đó mà mình ưa thích, để nắm bắt, để rèn luyện, để cố đạt được. Mà chính vì vậy càng nỗ lực thì càng mất đi niết bàn. Cái đó mình là lạ. Cái ý đó là rất đúng. Bởi vì thực ra đó, chân lý thì nó đã có sẵn hết trơn rồi, nhưng mà tại mình không thấy, không biết, cho nên mình cứ nghĩ đâu đâu. Do đó Đức Phật á, làm chỉ có làm việc là ngài chỉ cho thấy, chỉ cho thấy rồi thôi. Cho cái ngôn ngữ mà nói đó không có nghĩa đi gì cả. Cái ngôn ngữ đó đó, khi chỉ đó đó thì thấy, nhưng mà cái người khác lặp lại đó, thì lại làm cho người ta vọng thêm. Cái đó mình nguy hiểm rồi. Tức là bởi vì khi Đức Phật chỉ đó, thì Đức Phật chỉ thẳng vào cái người đó. Cái người đó đang như thế nào thì lại chỉ thẳng vào người đó để người đó tự thấy ra, cho nên người đó giác ngộ. Còn bây giờ mình lấy cái lời đó mà mình nghiên cứu lui liên tư, dịch ra đa từ điển, dịch rồi đủ thứ, nhưng mình cũng biết là nói cái gì, bởi vì đâu có gì mình đâu mà biết. Nếu mà mình đang lấy kinh điển, mình đang đem ra dịch, rồi mình nghiên cứu, rồi mình đem ra từ điển, rồi mình dịch ra tiếng này tiếng kia đủ thứ, mình tưởng là mình sẽ là trí tuệ tăng. Lúc đó mà gặp Đức Phật á, là ngài sẽ chỉ cho là người đau khổ chính vì cái tâm loạn này. Thì cái người đó mới ngộ ra được. Quả thì thấy ra là chính mình làm mấy cái này mà loạn tâm rồi. Người xưa cũng nói đa thứ thì loạn tâm, là đúng. Tại vì á, Đức Phật là ngài chỉ cho người này thì chỉ thắng người này thấy, chỉ thắng người kia thấy, chỉ thắng người nọ thấy. Thì tại chị thẳng chứ đâu có phải, đâu phải chị mình đâu, chị mấy người đó chứ đâu phải chị mình đâu. Cho nên cái gì mình cũng bắt trước hết.
cái người kia đó thì cứ cứ vô tu mà chạy lăng xăng cho nên Đức Phật ngài phải ngồi lại. Rồi bây giờ mình nghe chuyện ngồi lại, rồi bây giờ ngày nào ngồi lại. Trong khi đó, đó thì cái người khác đó, thì cứ ngồi một chỗ thì Đức Phật việc phải đi đi. Cho nên trong có một câu chuyện như thế này, đây có hai chú tiểu, một chú tiểu ăn rồi cứ là lo ngồi thiền rồi không làm gì hết, còn một chú tiểu thì cứ là lo lăng xăng ở bên ngoài. Thì hai chú như vậy, thì hôm đó đó thì vị thầy mới kêu hai đứa đệ tử lại, mới nói mày cho cái chú mà đi lăng xăng ở ngoài đó cái bộ đoàn, còn cho cái chú mà cứ ham ngồi đó cái bộ cào đó. Tức là đó, ông thầy ông dạy là dạy vậy thôi, cái người này cứ ngồi một chỗ thì bây giờ cho cái bộ cào rồi đi làm, còn cái người kia đó là cứ đi làm lăng xăng cho nên cho cái bộ đoàn để ngồi lại. Cho nó đâu có cái ngồi là hay nhất hay là làm là hay nhất đó. Cái đó là tùy người, tùy chúng sanh mà nói vậy thôi, chứ đâu có, chứ đâu phải là chứ bây giờ bất chấp là cứ đi kiếm bồ cào hoặc là cứ đi kiếm bồ đoàn, nó đều là sai lầm. Mà cái đó là phải tùy duyên thuần pháp, chứ không phải là không phải là đi kiếm theo ý mình. Có một người mà câu chuyện này kể hoài. Có một người Phật tử đến khoe với thầy rằng là hôm nay là con lên chùa ở được 7 ngày. Là con phải nói dối với ba mẹ con là đi công tác thì con mới lên đây hành thiền được. Chứ còn không là ông bà không cho đi. Gọi ra thì hai ông bà già rồi cần không đứa con để mà chăm sóc, và bây giờ lo đi hành thiền mà không chịu chăm sóc con, cha mẹ già và còn gạt cha mẹ là nói đi công tác để lên chùa hành thiền. Tại sao không chăm sóc cha mẹ với tâm từ bi? Tại sao không nhìn thấy mình thấy cha mẹ như thế nào, quan sát cha mẹ như thế nào để giúp đỡ cha mẹ, quan sát xem trong mình lúc đó có sân hay tham hay là buồn hay là giận gì hay không. Nếu mình thấy tất cả những cái đó thì chính là tu, chứ sao là tu kiểu điên. Thế còn bây giờ lên ngồi để mình đạt được an lạc, ngồi thiền một tuần bây giờ con đạt được an lạc, thì như vậy ích kỷ quá. Tu để chỉ để cho được cái an lạc cho mình thôi. Như vậy thì chỉ là làm giàu cho bạn ngã, cho nên đâu có giác ngộ giải thoát gì được. Cái gì cũng đúng hết á. Ví dụ như bây giờ mình lăng xăng cho nên bây giờ mình đến chùa mình tụng kinh hay là mình niệm Phật hay là mình ngồi tịnh tâm để lấy lại để cho nó bình tâm lại. Rồi mình tiếp tục ngày đi ra làm việc, phục vụ gia đình, phục vụ xã hội. Mà qua những cái phục vụ vô ngã vị tha đó, mình luôn biết mình, tức là luôn thấy, luôn buông mà thấy. Thì tức là tu. Chứ đâu phải là phải ngồi một chỗ mà để mà hưởng được cái an lạc cho riêng cá nhân mình là tu lắm. An lạc á, chỉ có khi tâm mình nó bình lặng tự nhiên. Chính khi mình thấy tâm tham sân, rồi thấy tất cả mọi cái, những cái nào mình thấy hết. Thì nhờ thấy hết đó, mình không bị nó ràng buộc, nó không bị nó là lôi cuốn. Cho nên tâm càng ngày càng là rộng lặng trong sáng, thì đó là tu. Nhưng mà nếu mình bây giờ mình ngồi rèn luyện, ví dụ như cái người này bây giờ sau một tuần á,
hành thiền mà bây giờ tâm nó an lạc. Bây giờ về nhà cái bà mẹ cái già tuổi già rồi, cho nên cứ cằn nhằn thế này thế kia thì nội sân lên, coi như là mất hết an lạc. Bây giờ có an lạc bao nhiêu cũng như trời đó, trời mà nắng bao nhiêu đó thì sau đó sẽ mưa bấy nhiêu. Nó là cái định luật ấy mà. Bây giờ đó, bây giờ đó an lạc bao nhiêu đó thì khổ bấy nhiêu. À, muốn an lạc đó thì an lạc bao nhiêu thì sẽ gặp khổ bấy nhiêu, bởi vì đó là luật quân bình. Như cái tay của mình đó, nó có mặt phải và mặt trái, thì nó mới quân bình được, cho nó có thể làm một mặt. Vì vậy cho nên hệ mà muốn an lạc bao nhiêu đó thì sẽ có cái đau khổ bấy nhiêu để bù lại cho nó quân bình. Đó là định luật. Cho nên đừng có tìm, cứ tùy duyên thuận pháp. Tức là ví dụ như bây giờ mình phải nuôi mẹ thì cứ nuôi mẹ. Mà mình hồi nhỏ đó thì mình đòi đủ thứ, mà cha mẹ vẫn cứ nhận nài, vẫn thương yêu, vẫn cứ nuôi lớn lên. Còn bây giờ ta già rồi, bây giờ lú lẫn rồi, người ta trong người nó khó chịu, cho nên nó có càng nhăn một chút thì mình nổi sân. Vậy mà làm sao tu được? Tu là mình phải thấy ra điều đó chứ, mình phải thấy ra hết tất cả những điều đó thì mới gọi là tu. À. Rồi hỏi tiếp. Con không hả? Ai được? Mẹ không hả? Không, không hỏi. Không hỏi. Thầy nói là tu là có mục đích là để cho cái tâm nó rỗng, an lạc. Thì con thấy là nó khó, mà đúng như vậy. Và như vậy thầy xin chúng ta là không bây giờ mà chúng ta có nhìn sự vật mà để cho nó tự nhiên để mà chấp nhận đó. Mà chúng ta nhận được á là do cái theo người đời. Dạ, cho chúng ta thì nói là do cái lý trí hả? Mà sẽ nghĩ nguyên do mà mình không có tâm nó không mãn lạc được là phân biệt. Tại cái lý trí đó nó làm cho mọi sự trên đời chúng ta phân biệt cái phải trái thì nó không mãn lạc. Thật ra như tôi, con nghĩ là chúng ta tốt nhất làm thế nào diệt trí với cái những cái trực phái chủ trương này, tất nhiên như lão trang thì họ không chấp nhận những cái lý trí à, đi về cái tự nhiên thiên nhiên để thấy cái chân lý của dạng vật xung quanh. Còn cái chìa khóa là bây giờ không biết làm sao diệt trí mà thấy cũng gì không thấy, cái gì chuyện trước mắt nó khổ vậy. Mà bây giờ mình muốn biết thấy được hiện tượng trước mắt thì phải dùng lý trí. Bây giờ lý trí nó phân biệt do cái đối đãi đó chúng ta trong đắng, mà chính cái đó thì chúng ta mới diễn tả, chúng ta mới nhận thức. Hình như là ông trợ cũng sinh ra mình cái tự nhiên cái con người nhận thức bằng cái cách đó, chứ bây giờ từ vi là làm sao mất được cái phần lý trí đó thì là mới là dạ. Thì thấy những người điên người đồ mình tưởng như cái thấy nhiều khi họ cũng có thể có những cái trạng thái bị thường. Thầy sao con nghĩ như vậy? Thực ra là như thế này. Thế là chủ trương diệt trí đi. Thì không phải diệt trí. Không phải diệt trí. Mà tất cả mọi cái hoạt động của người đều là tức là cái bản chất, cái mọi hoạt động của người đó là đều đúng tốt hết. Nhưng mà bởi vì là do mình không thấy, do mình không thấy rõ nó. Ví dụ như lý trí thì mình biết rõ lý trí, thấy khi lý trí nó hoạt động như thế nào thì mình vẫn thấy.
khi sân hoạt động như thế nào thì mình vẫn thấy, khi tham hoạt động như thế nào thì mình vẫn thấy, lúc nào cái ba mắt cũng thấy hết rồi. Thì lúc đó mình sẽ thấy ra được mọi cái hoạt động đó, đó là cái chỗ nào là sai, cái chỗ nào là thực hiện và chỗ nào là giả. Thì khi mà thấy ra được cái chỗ nào là thực, chỗ nào giả thì chị mình điều chỉnh cái đó lại cho nó đúng thôi. Cái lý trí thì nó mà có cái vai trò của nó, tưởng tượng cũng có cái vai trò của nó, tình cảm tất cả mọi thứ đều có vai trò của nó hết. Nhưng mà mình phải nói như là, nói như cái cách nói là thì pháp trụ pháp vị chư Phật thường hiện tiền, có nghĩa là nếu mình có thể đủ sức để mà thấy pháp nào đúng với cái vị trí của nó, đúng với chức năng của nó, đúng với tánh tướng thể dụng của nó, thì lúc đó là Phật. Cái thấy đó là Phật, chứ không phải là mình sử dụng lý trí quá nhiều, hay sử dụng tình cảm quá nhiều, hay là sử dụng bất kỳ cái gì đó quá nhiều, cho nên nó mới sai lầm đi. Mà sử dụng nhiều mà mình lại không thấy được bản chất thực của nó. Thực ra nó có cái giá trị của nó, nhưng mà cái giá trị ở mức độ nào, ở khía cạnh nào. Mỗi thứ trong người mình đều có cái giá trị của nó, ở mức độ nào, ở cái lúc nào, ở vị trí nào, thì nó đều là có cái tánh tướng thể dụng của nó hết. Mà muốn thấy tánh tướng thể dụng của các pháp thì chỉ cần trở về tròn vẹn tỉnh thức với tại đây bây giờ như mình đang làm. Bởi vì cái sự sống đó, nó không phải là ở trong quá khứ. Trong quá khứ thì nó đã qua rồi, sự sống cũng không ở trong tương lai, bởi vì tương lai thì chưa đến, và sự sống cũng không nằm ở bên ngoài, mà là nó chỉ tại đây bây giờ như mình đang làm. Vì vậy cho nên ai biết trở về lại cái thân tài, thân thọ tâm pháp như nó đang làm, thì cái thấy của người đó sẽ là bắt đầu phát hiện ra tất cả cái tánh tướng thể dụng của các pháp trên đi. Thì trong đó khi lý trí khởi lên thì mình sẽ thấy là nguyên nhân nào mà lý trí nó khởi lên, nó sinh, nó diễn như thế nào, nó cái mặt lời của nó như thế nào, mặt bài của nó như thế nào, thì mình thấy hết được một cái pháp như vậy thì tức là mình đã thông suốt được cái pháp đó, và mình không còn bị thông suốt ở đây, có nghĩa là mình thấy rõ nó và không bị nó chi phối để ràng buộc nữa. Cái vấn đề đó là mình bị chi phối và ràng buộc là bởi vì do mình không thấy rõ nó. Bây giờ thí dụ như thế này, một người nấu ăn nhưng mà không biết được cái tính chất của muối là bằng như thế nào, bằng tới đâu, không biết cái tính chất của đường là ngọt như thế nào, ngọt tới đâu, không biết tiêu là nó cay như thế nào, cay tới đâu, tức là nói chung là tất cả các cái thực phẩm đó mình không thấy rõ được toàn bộ. Cho nên bây giờ mình nấu ăn á, bỏ muối nhiều thì tự nhiên mình ăn cũng được, bỏ đường nhiều ăn cũng được, bỏ tiêu nhiều ăn cũng được, bỏ cái gì nhiều quá cũng được mà ít quá cũng được. Đó là tại vì mình không thấy ra. Vì vậy cho nên trong tu là vẫn là phải cái chữ thấy. Cho nên Đức Phật ngài mới nói là Ehipasiko, trở về mà thấy. Opanayiko là ngay trên chính mình. Sanlitiko thì thấy ngay. Akaliko là không qua thời gian. Bất chấp tâm về đi tập bộ về nhu ý là mỗi người tự cảm nhận được cái sự thật đó. Thì bây giờ sự thật đó là nó chỉ có ở tại đây và bây giờ ngay nên mình thôi. Còn mình tu đó, tu là thấy ra cái đang làm, gọi là tu. Và khi mình đã thấy ra được, tức là nhận thức đúng, thì tự nhiên mình sẽ hành vi đúng. Vì hành vi đó là nó tùy thuộc vào nhận thức. Nhận thức đúng thì hành vi đúng. Trong khi đó, mình phải phân biệt được một cái tu như thế này, đó là tu để trở thành một cái khác. Tu để trở thành một cái khác tức là một tham vọng.
Ví dụ như mình chưa được, bây giờ thầy lấy ví dụ này, bây giờ tâm mình đó là nó bất an thì mình lại muốn an. Khi mình bất an lẽ ra mình phải trồi về tỉnh thức để thấy cái bất an đó nó như thế nào, đánh tướng thể dụng của cái bất an như thế nào, thì mình lại không thấy, mình lại chỉ ngồi muốn để an. Rồi mình theo một phương pháp để mà cố gắng làm sao để cho mình được an, thì muôn đời mình vẫn không thấy được bất an thực sự là gì. Mà chỉ có thể an khi mà mình thấy được bất an thực sự là gì. Còn nếu mà mình không thấy được bất an thực sự là gì đấy, mà mình chỉ cứ ngồi một muốn an và cố gắng ngày đêm cứ làm sao để mà được an, thì thực ra chỉ là bất an thêm thôi. Và chắc chắn là không bao giờ được an cả. Có thể có một lúc nào đó nó tạm thời nó lắng lại được, lắng dịu lại được một chút, tưởng đâu là an rồi, nhưng mà cái lắng dịu đó có khi là cái ngòi nổ để bất an sẽ càng nhiều hơn. Cho nên đáng bất an chỉ trở về tròn vẹn tỉnh thức để thấy cái bất an đó, vẫn là thấy thôi. Đang lý trí là gì? Lý trí tức là suy nghĩ tính toán. Đó, thì bây giờ đang suy nghĩ tính toán thì mình trở về tròn vẹn để thấy ra cái suy nghĩ tính toán đó, thì tự nhiên là nó sẽ hóa giải cái suy nghĩ tính toán lung tung đi. Nhưng mà nó trả cái suy nghĩ tính toán về lại cái đúng bản chất của nó, tức là không phải là mình không suy nghĩ tính toán, mình vẫn có suy nghĩ tính toán, nhưng mà suy nghĩ tính toán sẽ đúng. Ví dụ như Đức Phật ngài nói là có chánh kiến tức là thấy đúng, thì lúc đó mới có chánh tư duy tức là tính toán đúng. Tạm thời là như vậy, tức là có thấy đúng thì khi đó mình mới tính toán đúng được, mình mới suy tư duy đúng được, mà tư duy đúng được thì mình mới nói đúng được thì mình mới làm đúng được thì lúc đó mình mới sống đúng được. Mà khi mình đã sống đúng rồi thì từ tâm nó sẽ là ổn định, từ tâm nó sẽ trọn vẹn, cho mình cần phải cố gắng để định tâm. Nếu mình cố gắng định tâm để cho đừng có lý trí thì lại rơi vào một tình trạng đối kháng, và nó cũng được. Cho nên bây giờ chỉ có thấy đâu, thấy thân, thấy thọ, thấy tâm, thấy pháp như thế nào thì thấy như vậy, cứ như vậy thôi, thì dần dần cái thấy đó nó sẽ sáng ra, và cái thấy nó sáng ra thì nó sẽ không bị mê mờ hay là không bị dối gạt nữa. Vì vậy cho nên ở đây bây giờ Phật là thấy. Nên trong thiền người ta nói là kiến tánh là vậy. Kiến tánh tức là thấy ra cái thực. Cái thực đó có thể là tánh thực, tướng thực, thể thực, dụng thực. Là chỉ cứ thấy thì tự nhiên thấy ra tất cả những cái đó. Cho nên thầy vẫn nói là buông mà thấy là tức là vậy đó. Bây giờ nếu có lý trí thì cứ để lý trí xem thử là nó hoạt động như thế nào. Vì Đức Phật ngài nói muốn thấy một pháp thì phải thấy nó sinh như thế nào, nó diệt như thế nào, mặt lời của nó như thế nào, mặt hại của nó như thế nào. Khi thấy được như vậy đó thì lúc đó mình mới không bị cái pháp đó chi phối mình được. Cho nên vẫn là thấy. Thấy là minh, mà không thấy là vô minh. Cho con ý kiến thêm, thầy nói thấy như vậy, cái lãnh vực khoa học đó, họ thấy đó, cái họ thấy như vậy, khách quan đó, chúng ta thấy họ làm như là tốt nè. Đi trời vào, cũng đi vào cái chân lý của tự nhiên mà của trời đất an bài vậy, thì họ đi tìm tòi thí nghiệm quan sát khách quan đó, như vậy là cái thấy của họ cũng là do
cái đạo của cái nhà của bác học khoa học trung thực á. Có cái điều đó thì phải nói rằng là khoa học cũng có một giá trị nào đó. Tuy nhiên á, mình phải thấy một điều này, khoa học á, nói như Lão Tử thì là vi học nhập ích, vi đạo nhập thổ. Thì khoa học á, là vi thuộc loài vi học nhập ích, tức là nếu mình tìm tòi đó thì nó sẽ ra mãi mà không bao giờ có thể chấm dứt được. Nếu mà mình tìm tòi, cho nên trong cái tìm tòi đó nó vẫn có cái hướng ngoài. Do đó mà một nhà khoa học có thể tìm ra được rất nhiều cái định luật, hay là sáng chế được những cái này cái kia, nhưng mà họ này không thấy được nỗi khổ của nội tâm của họ. Họ không thấy được cái nguyên nhân nỗi khổ của nội tâm của họ. Là bởi vì á, cho nên Đức Phật á, thì Ngài này nói rằng là cái thấy á, là thấy cả trong cả ngoài, mà cái trong là chính. Thấy trong là chính, tức là phải thấy cái thân mình đang như thế nào, cảm giác của mình như thế nào, cái cảm xúc như thế nào, rồi những cái phản ứng nội tâm như thế nào, sự tương giao hay là mối quan hệ giữa mình và ngoài giới như thế nào. Thì cái cách của Đức Phật dạy đó là giải quyết vấn đề sự sống, giải quyết vấn đề cái sự sống, đời sống của mỗi người. Còn á, khoa học á, thì cũng rất là tốt, nhưng mà khoa học á, thì lại nhằm nghiên cứu càng ngày càng xa. Ban đầu thì nghiên cứu ở trên trái đất này, một hồi lên mặt trăng, rồi lên các cái vì sao mà cái kia đặt đây vậy. Nhưng mà có khi chính cái nhà khoa học đó lại không giải quyết được vấn đề nội tâm của mình. Ngay cả những cái nhiều cái môn khoa học mà về tâm lý mà mới phát xuất từ thế kỷ 20 đó, đó là môn phân tâm học. Thì mình thấy là môn phân tâm học là rất hay. Thế nhưng mà mình lấy làm lạ là những nhà phân tâm học thì có thể phân tích tâm lý cho người ta, nhưng mà bản thân mình lại cũng bị xáo trộn tâm lý. Có một cái người vợ của một cái anh của một cái nhà phân tâm học, bà than phiền với thầy là bà nói là chồng con á, là cứ mở cái văn phòng tư vấn, ai tới là ông cũng là tư vấn cho người ta, nhưng bản thân ông sống trong gia đình là toàn là phiền não không à. Ông sự sự không ra cái gì cả, đại cả vậy. Thế thì là nhiều khi nói chung là thế này, nói chung là Đức Phật á, thì là lấy cái gốc và trở về với cái gốc để mà thấy ra mình cái đã. Trước hết là phải thấy ra mình cái đã. Thì khi mà thấy ra mình rồi đó, thì lúc đó mới hướng ra bên ngoài thấy thì cũng sao. Nhưng mà nếu mà mình cứ hướng ra bên ngoài thấy thôi mà không thấy lại chính mình đó, thì lại là đi càng xa và càng học đi. Cho nên Lão Tử mới nói là vi học nhập ích, vi đạo nhập thổ. Học đây là khoa học đó. Cứ nghiên cứu khoa học thì mỗi ngày nó cứ ra ngoài không bao giờ chấm dứt. Cũng như cái bản đồ và bát quái đó, thì nếu mà trở về với cái thái cực đó, thì có thể thấy hết tất cả. Nhưng mà mình cứ ra theo cứ theo một hướng nào đó, mình đi ra đó, theo một hướng nào đi ra thì mình sẽ đi ra hoài mà không bao giờ hết. Bởi vì một thì sinh hai thì sinh bốn thì sinh tám thì sinh sáu mươi bốn thì sinh ra vô số cùng. Cho nên là cái cách nghiên cứu đó thì không bao giờ chấm dứt. Con người có thể là phát triển hơi quá mức không cần thiết, cho nên khi phát triển quá mức đi
thì làm hỏng đi một số những cái đức tính của con người. Thí dụ như thế, bây giờ mình tin vào cái máy đo thời tiết, tiên đoán thời tiết, thì bản thân mình đánh mất cái khả năng mà tiên đoán thời tiết. Mà cái người xưa đó, đôi lúc người ta nghe một cái gió, người ta biết là sẽ trời mưa, rồi có thể nhìn một cái cây mọc lên, một cái loài cỏ nó mọc lên như thế nào đó, thì người ta biết là trời sẽ rụng lớn. Hồi đó thầy về làm cái chùa ở vùng quê đó, thì người nhà quê đó, người ta mới đi làm rừng, người ta đi làm rừng, người ta đi về, người ta nói sắp tới là sẽ rụng lớn. Họ tại sao? Đó, tại vì cái cây đó nó mọc ra như thế này, cho nên nó sẽ là rụng lớn. Ví dụ như vậy, hoặc là có thể là trời đang nóng như vậy, mà tự nhiên người ta cảm nhận được cái luồng gió, mà ta biết là sắp mưa. Hoặc là trời đang lạnh như vậy, tự nhiên cảm nhận đúng người một khác, mà ta biết là trời sắp nóng lên, ấm lên. Cho nên nhiều khi mình quá tin tưởng vào những cái khoa học bên ngoài đó, mà quên đi cái khả năng mà là đánh mất đi cái khả năng mà mọi người lẽ ra là nó vốn sẵn có trong đó. Nếu mình trở về phát huy cái khả năng đó lên, thì mình sẽ sống có khi không cần tới những cái mà tiềm nghi quá sức, mà nó lại an lạc cũng có. Bây giờ nó có một cái nguy hiểm là người ta xong mà Mỹ đã chế được rồi, Mỹ đã chế được một cái loại vũ khí, mà vũ khí nó dùng một cái loại di động đấy. Nhưng mà người ta chiếu cái vũ khí đó xuống trong cái phòng mình đây, thì tất cả điện thoại của mình đều không còn hoạt động được. Và bây giờ thầy nói nó cũng không nghe được. Nếu nó tiến tới ngay cái mức đó đó, thì đối với chính khoa học hủy diệt lại những thành tựu của khoa học. Và lúc đó con người đã là bám víu vào những cái thành tựu của khoa học đó, cho nên bây giờ là trắng tay. Thầy có nói là lúc mà không còn sử dụng máy móc gì được, ví dụ như điện tự nhiên mất điện, tự nhiên các cái điện tử không dùng được nữa, thì hầu hết những cái nhà thương của Mỹ hay là các nước mà tiên tiến, bác sĩ sẽ bỏ tay. Bác sĩ sẽ bỏ tay, không làm gì được. Trong lúc đó có thể là những cái ông thầy lang mình, người ta còn có thể là bổng huyệt rồi được, người ta còn châm cứu rồi này kia, người ta còn xoa bóp cào rồi gió rồi này kia cũng được, còn giải quyết được. Nhưng mà bên kia là bỏ tay rồi, bởi vì bây giờ đâu có máy móc gì đâu mà khám bệnh được. Cho nên cuộc khoa học tiến quá nhanh tới bây giờ, bởi vì là cũng là từ cái tham vọng của con người. Cho nên một nhà phân tâm học đã nói rằng là văn minh của con người chính là do tính dục. Văn minh của con người là do tính dục. Lúc mà ông nói câu đó, nói đó mới đầu là bị phản đối kịch liệt, nhưng sau này người ta đã bắt đầu thấy là điều đó là đúng. Tức là Phật rơi vào cái mà Đức Phật nói là sở tri và sở đắc. Do muốn có sở tri và sở đắc cho nên làm mất cái phần sáng. Mà cái mà bây giờ mình tu hành, mà thầy nói là bây giờ làm sao mà trở về lại được cái rộng lặng trong sáng. Cái đó là... Nhưng mà một người rộng lặng trong sáng có thể sẽ chế được máy móc của được. Tại vì một người rộng lặng trong sáng thì người ta sẽ thấy ra được, người ta làm được. Cho nên đấy là, nhưng mà cái giải quyết chính yếu là không để cho những cái đau khổ ràng buộc.
Còn bây giờ mình cứ giải quyết theo cái kiểu là phải cứ tiền có tiền nghi một hồi càng ngày ngày cái tiền nghi càng bây giờ thì cái một cái máy điện thoại mới là công bố là mới nhất tính năng rất là cao thì chỉ một năm sau là có một cái điện thoại khác. Thế là cái điện thoại đó là nhiều khi là phải bỏ. Đại khái như vậy cho nên ấy, là khoa học thì đúng là tốt, không phải là không. Nhưng mà nó cũng là như con dao hai người. Cho nên bây giờ mình đó, cái chính là mình phải nắm vững vấn đề. Còn nếu không ấy, là mình cũng sẽ bị cái con dao hai người đó hại mình. Nhưng mà đạo Phật á, thì là Phật nếu mà nói khoa học á, là cái gì đúng với cái nguyên lý của định luật của trời đất á, thì đạo Phật là khoa học. Con thấy là thật giữa khoa học và Phật pháp là cũng có thể nói là nó cũng cùng cái hướng đi nhưng mà cái cùng một đích tốt chứ không phải là khoa học nó dở tại vì có những người họ đi về con đường sai lầm nhưng thấy phát triển của khoa học nhờ khoa học nó cũng cho con thấy cái Phật pháp nó rõ hơn. Bởi vì cái tầm ý thức của nhân loại càng ngày nó phát triển nhờ có khoa học nó cũng hỗ trợ cho cái ý thức cho nên là Phật thì rất là siêu. Phải công nhận là hồi xưa không có cái niệm gì mà Phật cũng đã tuyên bố thấy rằng trong nước có di trùng rồi mà đến là mãi bên lĩnh vực khoa học phải một thời gian mà họ mới có chế được có cái kính máy móc rồi để họ quan sát được đó. Thì cũng đi vào cái chỗ cái giống nhau mà thấy giữa như biểu tượng cho cái bên cái khoa học á là cái ông Einstein cái ông chia ông nói về nguyên tử đó thì cũng ông phục Phật ca lắm bây giờ chắc cũng có tương đồng cái ý tưởng với ông nhưng mà những cái gì đó thấy là một lần ở bên khoa học bên về cái tâm học thì cái Phật thì đi vào cái nội tâm của con người thì cuối cùng cũng tìm được chân lý còn cái kia họ đi ra khoa học đi ra nhưng mà thấy càng ngày thì ngày nay nó đi ra hoài cái trái đất nó đi hoài nó thoát ra được cái vũ trụ rồi thì nó từ cái đó nó nhìn ra nó quay lại thấy rằng những cái gì Phật đã khám phá ra thì rất là giống nhau. Và tôi thấy là nhờ cái đó cái kiến thức của khoa học đó mà có thể giúp cho nhân loại sớm thấy được cái phần Phật nó rõ ràng chứ không phải là tôi nghĩ là cái đó là đúng vô ích. Dạ. Đúng tức là không phải mình không nói là khoa học vô ích mà là nếu khoa học và Phật giáo bổ túc với nhau thì sẽ rất tốt. Dạ. Có nhiều người theo Phật giáo vì thiếu đầu óc khoa học cho nên nó là đâm ra mê tín. Còn nếu mà khoa học mà không có Phật giáo bổ túc đó, thì nó sẽ đi cái hướng mà nói như nhà phân khoa học Sigmund Freud nói là văn minh là kết quả tình dục. Có cái hai mặt. Thank you.
Cũng như là mình trồng một cây cây mít, nhưng mà nếu như mình trồng cây mít mà mình biết quan sát như là khi hạt mít nó nảy mầm như thế nào, rồi nó đâm chồi như thế nào, rồi nó ra lá, rồi ra nhánh ra cành ra ngọt như thế nào, mình hiểu được đó thì khi đó mình mới là trồng cái mít có hiệu quả. Cũng như là với một cái đứa con đó, mình sinh ra là thường thường là bản thân cha mẹ nhiều khi chưa đủ cái sáng suốt để mà biết cần làm gì hay là không làm gì. Lẽ ra cha mẹ chỉ việc là sinh con ra thì nuôi nấng con, hỗ trợ cho con để con phát triển. Nhưng mà bởi vì cái xã hội của người đó nó cũng chưa hoàn thiện, vì vậy cho nên giáo dục đôi lúc cũng không hoàn thiện. Rồi cái sinh hoạt xã hội, có những cái xã hội nó cũng hoàn thiện, vì vậy cho nên một đứa bé sinh ra đó nó có thể là ảnh hưởng rất nhiều thứ. Thì mình phải cha mẹ đó, làm cha mẹ thật là khó. Có một người nói mà thầy hoàn toàn ủng hộ cái ý kiến đó, nói rằng là làm mẹ cũng là thiền, chẳng phải ngồi thiền là phải vô trong cái chỗ nào vắng vẻ ngồi thiền đó, làm mẹ là thiền. Bởi vì làm mẹ là phải biết quan sát con cái lớn lên như thế nào. Là thường thường á, nó có một cái nghịch lý rất là lạ lùng, là con của mấy cái người nhà nghèo á thì từ mấy đứa nhỏ nó cứ đòi ăn, mà con mấy người nhà giàu á thì cứ mua toàn là những thứ sữa mà tốt nhất cho nó con uống mà nó không chịu uống. Họ nói nội cái chuyện mình cho ăn thôi chứ đừng có nói là dạy dỗ lên người gì cả, cho ăn thôi mà mình đã cho ăn sai. Mình cứ cho ăn theo ý mình, cứ tính toán là nó phải ăn bao nhiêu cái thứ này cái kia thì nó mới tốt, để sau này nó thông minh lên, rồi nó lại bị lừa, bị quảng cáo lừa, uống cái sữa này thì sẽ thông minh, uống cái sữa kia thì sẽ lớn lên đẹp trai, thì nói vậy cho nên là cứ mua sữa về cho con uống mà nó không chịu uống. Thì tất cả những cái đó đều đòi hỏi mình phải có một sự quan sát, một cái sự thấy biết chính xác để mình giống như mình cái mít mà mình nó lên đó, lên mình xem thử là nếu nó héo, mà héo là bởi vì do thiếu nước thì mình tưới nước, nếu nó bình là bởi vì nó thiếu phân thì mình cho phân. Nhưng mà cái cây mít đó, là nó phải lên theo cái mít, mà cái mít đó là cái loài mít A thì nó phải ra nó loài mít A, mà loài mít B thì nó ra loài mít B. Cho mình không thể nào bắt cái loài mít A trở thành mít B được. Chỉ do đó mà mình phải hiểu làm mẹ đó là giúp cho con cái phát triển đúng với cái khả năng của nó. Mà mình như vậy đó, đòi hỏi mình phải học nó. Thường thường là cha mẹ là chủ quan là chỉ có dạy con chứ không học của con. Học của con tức là học ra được cái thể chất của nó như thế nào, tinh thần của nó như thế nào, khuynh hướng của nó như thế nào, mà mình phải hiểu. Rồi một cái người đó hiểu mình đó, thì sẽ hiểu người khác. Nếu một người sinh ra được hướng dẫn một cách tốt đẹp để mà phát triển, bằng cách là cái người đó từ nhỏ là đã biết mình thì sau này khi lớn lên nó làm cha mẹ thì sẽ biết là mình đã trải qua những cái sự khôn lớn trong đời sống như thế nào, ảnh hưởng những cái môi trường như thế nào. Khi mình hiểu được tất cả những cái đó
lúc đó mình mới là tạo điều kiện cho con phát triển đúng với cái khả năng của nó. Mình hiểu biết cho nên mình có thể giúp cho con, giống như một cái người mà cái người chăn trâu đó. Cái người chăn trâu không phải là cứ nằm ngủ rồi thì cứ bắt cô con trâu lại một chỗ, cũng không phải là cứ để cho nó muốn ăn gì thì ăn, mà là phải luôn luôn quan sát nó để xem như là nếu như nó gặp tai hại thì mình phải giúp cho nó đừng gặp tai hại, ví dụ như vậy. Hay là nó ăn của người ta, phá hoại của người ta thì mình giúp nó đừng có ăn lúa, ăn là hoa màu của người ta. Nhưng mà mình phải biết là lúc nào nó đói để mình cho nó ăn đầy đủ. Tức là nuôi một thú cũng là một cái nghề thiệt. Mà có người đó, có người ta đó, tưởng là mình phải ngồi thiền với giác ngộ, nhưng mà thật ra không phải. Chính tất cả những cái việc làm đó đó là giúp cho mình thấy ra được cái học ra được rất nhiều bài học trong cuộc sống, và đồng thời là học ra lại được chính bản thân mình. Thì cái người mẹ thường thường là chủ quan, là không chịu học, không chịu học bản thân mình, không chịu học quan sát để học ra cái khả năng hay là cái tính chất của đứa con như thế nào. Mỗi đứa mỗi khác, chẳng phải hệ có năm đứa con là bắt năm đứa con là giống nhau y chang. Đứa thì nó lại có cái nướng này, đứa nó có cái nướng kia, đứa thì nó tinh, đứa thì nó đồng. Mỗi thứ mỗi khác hết. Nhưng mà nếu mình biết quan sát, biết học hỏi, biết dung niệm, thì lúc đó mình mới có thể là dạy con. Dạy con ở đây có nghĩa là không phải bắt nó theo ý mình, mà là giúp nó phát triển đúng với khả năng của nó. Như vậy đó, đòi hỏi người mẹ có một khả năng rất là lớn. Với lại đó, con cái đó, nó với mình đó là hai thế hệ khác nhau. Thế hệ của nó có những cái môi trường khác, có cái nền giáo dục khác, môi trường của mình nó khác, cho nên đó, là phải cảm thông, phải thật sự hiểu biết. Nhưng mà rất tiếc là nhiều đa phần đó, cha mẹ lại thiếu những cái hiểu biết đó. Và rồi con cái bây giờ vì cha mẹ thiếu hiểu biết cho nên con cái trách cha mẹ, nhưng sao con cái lớn lên làm cha mẹ cũng thiếu hiểu biết, cho nên nó lại lặp lại cái bài cái lối mòn của cho nên đó, theo thầy đó, trong cái giáo dục đó, nếu như là cái nền giáo dục bên ngoài không có, không làm được thì các tôn giáo phải làm, đó là có một cái giáo dục về cái gia đình. Tức là khi mà người ta lấy vợ lấy chồng đó, thì cần phải là vợ với chồng phải sống với nhau như thế nào, rồi khi có con đó, thì là nuôi dạy con cái như thế nào, thì tất cả những cái đó là phải có một cái trường học, tức là một cái khóa học, một cái môn học gì đó. Chúng tôi là bây giờ cứ học toàn là học ba cái kỹ thuật này nọ đó thôi, mà không hề học để mà giúp cho người ta biết sống sao cho đúng tốt. Thì thầy thấy là cái giáo dục ở Mỹ là khá tốt, bởi vì thầy giáo là có trách nhiệm với học trò rất là nhiều. Còn nhiều nước là thầy giáo là giống như là
bắt học trò phải học cái này, bắt học trò phải học cái kia gì đó, rồi không phải là thầy giáo mà là các cái nền giáo dục của họ là như vậy. Chẳng phải là thầy giáo là cái người mà phải hiểu, phải cảm thông, phải nâng đỡ, phải giúp đỡ để cho mỗi đứa học sinh đi dạy là dạy từng học sinh. Cũng như thầy dạy thiền vậy. Thầy thiền là thầy nói, ví dụ như bây giờ dạy chung á, thì thầy nói những cái nguyên lý. Nhưng mà khi hướng dẫn á, thì là phải hướng dẫn từng người một. Chẳng thể nào là vô rồi cứ 50 người, 100 người rồi cứ ngồi xếp hàng rồi bây giờ nói làm gì phải làm đấy, không phải kêu đó. Mà là phải hướng dẫn từng người một, phải có trách nhiệm thực sự. Chứ không phải là cứ xong rồi là cứ ngồi xếp hàng rồi cứ mà phải thợ kiểu này hay là phải làm kiểu kia gì đó. Kiểu đó là giống như là người ta đúc người ta đúc cái gì đấy, đúc khuôn cái gì đấy, không phải là thiền là đúc khuôn người ta trở thành một cái gì đó mà giúp người ta giác ngộ ra chính mình.